Chào cả nhà đã đến với kênh Nguyễn Văn Phục 1990 Vlog cả nhà nhé. Con chào cả nhà, con chào ông bà, cô chú, bác, anh chị cả nhà ha. Ngày chiều mưa mỗi lần buổi chiều nữa nha. Rồi con chúc cả nhà mình một ngày mới an lành, nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui trong cuộc sống cả nhà ha. Luôn thành công, luôn phát đạt trong mọi công việc cả nhà ha. Để con quay máy lên cho cả nhà xem cả nhà. Không phải ăn cá không, bây giờ hết biết ăn cái gì luôn cả nhà. Con hiện tại con không có cái không có món gì ngon để con quay clip á, sẵn nhà có mắm cả nhà. Này mắm cá chấm cỏ nha. Còn được hai ba khứa nè. Này cà phê, có 6 con cà phê mà con cắt ra làm đôi hết rồi. Rồi viên trái cà phổi nè. Bốn trái dưa leo, ba trái cà chua cả nhà ha. Vậy đi để con là làm cà phê này kho mắm cả nhà ha. Rồi con ăn cơm con mời cả nhà luôn cả nhà ha. Cả nhà xem clip ủng hộ con cả nhà. Này kinh tế quá chèo hẹp mà không có cái gì đồ để quay clip cả nhà ơi. Rồi cả nhà hiện cả nhà gì ha. Cả nhà ơi. Thì xuất hiện miếng thịt ngoài kịch bản nha. Nãy giờ con mới đi học về cho nó trong trong tủ đông nó còn cục tí xíu nữa nha. Tính hổm chừa để dành đang làm mắm chưng á. Thấy chịu ít cá quá. Tôi có 6 con cá ăn cắt làm đôi giờ lấy miếng gì kho luôn cả nhà. Này nó ngoài kịch bản nè, nãy giới thiệu không có nè. Chờ cho nó căng cái này. Cho đặc đặc cho nó ngon cái này. Này quay nấu hơi lâu chút cái nhà ha. Để lâu lâu cái mình cái dạng như mình làm đa góc quay chút cái nhà. Nếu như mà cứ cũng mười mấy phút đó mà nó cứ góc quay hoài mà không được. Phải đổi đa góc quay một chút. Khi con chậm củi này lửa nó táp táp rồi cả nhà ha. Nhà con chia sẻ cô bác anh chị mình đó. Ai mà làm bếp củi mà mình nấu trong lúc mà lửa nó ấy như vậy phải không? Thì cái lúc mình đăng video lên là mình để video nội dung không dành cho trẻ em á nha. Nó sẽ ok hơn. Để chi mất thời gian con bỏ mắm vô luôn cả nhà, để cho nước sôi mà con quay vậy con ngắt tới ngắt lui hoài nó mất công thời gian con ghép nó lâu cả nhà, quay thẳng luôn nó im hơn. Có ba khứa nè, hồi nãy một khứa về hai khứa ba khứa cá chấm cỏ cả nhà, chấm cỏ hôm rồi con nuôi đó vậy nè, này được cái đuôi nó là như ba khứa mấy đi co đầm đầm cho nó ngon, có cái nước này cho vô luôn. Ngồi chắc nó giật nước quá, cho miếng nước nữa đi. Cá chấm cỏ này ngon lắm. Đó, bỏ cho nó sôi con vô con sắt dưa leo cả nhà ha. Ở nhà trời sắt dưa leo thì ví dụ như mình làm đồ ăn á, thì mình tránh ví dụ như dao. Dao kéo luôn cả nhà, quay hạn chế quay lại bớt một chút. Hình như con sắc sẵn luôn cả nhà. Chừng nào con ăn con sẽ quay cho cả nhà mình xem luôn ha. Lát đi, lát bỏ cá rồi vô nữa, còn cá nữa. Ui, con dừng máy đi cả nhà. Rồi cả nhà đón xem tiếp theo con làm gì nữa cả nhà. Coi xong cả nhà, trời ơi, thấy nồi mắm ngon cả nhà ha. Rồi con để máy gần coi gì ngon à. Mấy cái đen đen là con cá. Cá phi mình cả nhà. Nè. Phi nè. Mấy con cắt hai ra đó. Có sao không, cá là cắt hai cái đũa rồi chủ ăn luôn cho nó thấm cho nó ngon. Ôi đúng rồi, để con bưng vô ha, con dọn cơm với con mời cả nhà ăn với con cả nhà ha. Nhà không có gì hết trơn ngoài mắm luôn. Rồi cơm cả nhà ơi, này mắm con múc ra nhà, có mấy nhỏ con ăn gì đó cả nhà, này dưa leo
cà phổi với cà chua, cà phổi con ăn sống cả nhà, cà chua luôn. Rồi. Này, có ly nước nữa, còn mời cả nhà ăn cơm, con ha, con đặt máy cả nhà. Cơm cả nhà. Chào cả nhà. Đặt cái gì? Vô cả nhà. Giờ mời vô miếng thịt đồng với miếng dưa leo luôn cả nhà. Ngon không? Ừ. Gì? Thế còn ngon không? Được. Nó cắt đực trong thịt nó bảo à. Cắt đực, cắt đực. Anh đang ngồi mặn cái cái. Cái cá này cá không ngon. Thịt nó không ngon. Anh cô ăn vô trước hả? Có chưa? Ừ. Có chưa? Chưa sao á. Ủa chưa hả? Còn. Dạ anh coi trước. Chưa chứ nó nhẫn không mê. Ừ. Bữa nào nấu bún không? Nhẫn nấu bún được. Không nấu bún được. Gì đó? Cả da đứng đó mà. Cho mượn cái muỗng ở dưới đó rồi quý. Mượn cái muỗng cho ăn này quý. Được. Cái hai kìa, quý được kìa. Có đàn dưa leo nữa không? Còn. Dưa leo đây còn này, ăn gắp nó đi. Bưng cái dĩa gắp này đó. Còn đứng ở dưới đi mẹ đưa. Con mời cả nhà chén thứ hai luôn ha. Con mời ông bà cô chú bác anh chị luôn. Vô cả nhà. Cái hai mắm mắm ngon đó nha. Được rồi. Dạ. Cái gói đang cũng được. Để cho ông được cái bát đi. Ngồi chút xíu rồi. Đang thử cái gì vậy? Chiều giờ hát đi, nó dễ. Cái này ngưng là được rồi. Em nói gì? Dạ. Nó ngữ, phải không? Để em mới ăn bún mắm. Giờ con chịu đi ăn bún mắm thôi nha. Đi học con mấy cái người quen ta đãi á. Nè chịu ăn chung với con cho vui thôi chứ không có đói.
gì cơ? Cà chua hả? Mình cắt cho. Cà chua kìa, chú chưa ăn chứ. Cà tỏi mình ăn sống cũng ngon. Giờ. Ít quá, để con trái này không có nấu. Mà sáng mua leo còn không trái rồi, bỏ vô đi. Cũng ngon, bữa nào mua. Bữa nào mua mắm. Bữa nào nấu hả mua? Rồi làm mắm chừng nữa. Nhảy. No. Gói bánh cà ở ngoài kìa. Cà sát cá dưỡng thì làm đổ uống. Đẩy ca luôn làm bởi cái đổ hết trơn. Chứ uống. Làm gì không? Làm gì thì ngồi chơi, còn làm gì thì đi đi. Giặt đồ. Chưa xong. Đi, rồi. Không có một đó. Dạ con đi giặt đồ cả nhà, con ăn nữa. Bye bye cả nhà nha. Đâu? Thôi con mời nhà ly nước luôn nhà nha. Nước đi nha. Sẵn bây giờ là con chia sẻ cho cả nhà mình nha, con ăn rồi. Để con nói chút xíu nữa. Con nói cho mấy cô bác, anh chị nào đang làm kênh cả nhà. Video để mà để gọi là lành mạnh, gọi là lành mạnh á, là gọi là lành mạnh đó, YouTube á, YouTube cho những video nào mà gọi là hợp lệ. Video không bạo lực, không có trẻ em, không có máu he này kia. Như mình làm YouTube, mình làm cái gì càng nhẹ nhàng càng tốt ha. Con nói đây cho một số anh chị nào có đang làm thì biết, con không có bình luận trong chia sẻ trong bình luận của mấy anh đó mà không biết có đọc được không thì không biết. Nếu mình càng bạo lực á, đề xuất mình càng ngày càng ít đi. Mình như bây giờ mình làm cái nghề gì không biết, nhưng mà mình càng nhẹ nhàng á, càng đầm thắm thì đề xuất mình càng êm, chạy nhanh lắm. Ví dụ như mình làm trong lúc thời gian mình làm mình phải để ý. Bây giờ mình ra như thế nào mà tại sao không có lúc đề xuất ít, rồi lúc thì view nhiều, view ít, thì mình phải để ý cái gì hả? Thì mình phải tham khảo, mình coi lại video cũ, video trước đó, trước đã đăng nó vài ngày hoặc là trước mới đây đó, thì mình tham khảo coi nó lý do gì view nó ít, view nó nhiều, mình phải để ý chứ không phải cứ đổ thừa là khán giả không xem hay là sao nữa, mà là do YouTube không đề xuất đi nha cả nhà, không đề xuất đi là ngộ lắm, là ít cái view nó lại liền. Thôi bây giờ con tới đây cả nhà. Thì nhà con không có gì thì ngoài có mắm thì con làm mắm kho ăn thôi cả nhà. Còn có nhiều con đăng để mà giống như mà ghi công với YouTube thôi, chứ còn không có quay, không nếu ngừng không được, con phải bắt buộc con phải có cái gì đó để con đăng. Nha, cả nhà ủng hộ con, thương con thì con cho con một đăng ký, một like, một lượt chia sẻ khi cả nhà là mới vào xem kênh cả nhà ha, ủng hộ con cả nhà. Thì, nó giống như một bộ phim vậy đó. Cả nhà để theo dõi con thử coi từ đây tới khi con kiếm tiền, khi có tiền con lại quay những gì, bối cảnh nó ra làm sao, nó khác hay là có hay hơn nhau nghe nha. Hẹn cả nhà video sau luôn cả nhà, bye bye cả nhà luôn, con cảm ơn cả nhà luôn cả nhà.